chồng dê. Ngày xưa, ở một vùng gần biển có hai vợ chồng nhà nọ, đầu tóc đã hoa râm mà vẫn hiếm hoi. Vợ chồng cầu khấn khắp nơi mong có một mụn con để khỏi cảnh hiu quạnh lúc tuổi già. Thế rồi người vợ có mang, 9 tháng 10 ngày sinh ra một bọc, nhưng không phải là người mà là một con dê đực. Chồng bực mình bảo vợ ném quách xuống sông cho khuất mắt, nhưng vợ không nỡ, khuyên chồng cứ để lại nuôi. Trong lòng phiền não, người chồng phát ốm rồi từ biệt cõi đời. Trái lại, dê hay ăn chống lớn, lại biết trông gà, chăn lợn, giúp đỡ cho mẹ những việc vặt trong nhà. Vì thế, mẹ dê cũng phần nào khuây khỏa. Một hôm, dê đi đâu về, tới đặt đầu vào lòng mẹ, nói: "Mẹ ơi, phú ông làng bên có ba cô con gái, mẹ đi giảm cho con một cô." Mẹ dê nghe con nói, không nhịn được cười, bảo: "Mày thật là đứa không biết phận mình, đời nào phú ông lại gả con gái cho mày kia chứ." Nhưng dê một hai bắt mẹ mang trầu cao đến hỏi cho bằng được. Sau cùng, thấy con nài nỉ mãi, mẹ đánh bạo đến nhà phú ông. Giáp mặt phú ông, ngần ngại mãi, bà mới dám mở miệng ngỏ lời. Vừa nghe xong, phú ông đã đùng đùng nổi giận, quát mắng ôm sòm: "Cầm ngay, con mụ này, đồ láo léo, dám giáp mặt tới đây hỏi con vàng con ngọc của ta cho con dê của mụ kia à? Muốn sống thì xéo ngay đi." Nhưng theo lời con dặn, mẹ dê vẫn cứ nhẫn nhục ngồi lại, năn nỉ mãi. Cuối cùng, bất đắc dĩ, phú ông bảo: "Thôi được, ta cũng chịu lòng mụ. Để ta gọi các con ta ra, để hỏi xem đã. Hễ đứa nào bằng lòng lấy con mụ, thì ta sẽ gả." Nói xong, phú ông cho gọi ba cô con gái, rồi hỏi cô con gái đầu lòng: "Con có muốn làm dâu nhà mụ này không?" Cô gái nguýt mẹ dê một cái rõ dài, rồi quay phắt vào, không quên buông ra một câu: "Úi chà, chồng người chả lấy, lại lấy chồng dê." Phú ông cười ha hả, lại hỏi đến con gái thứ hai: "Còn con có ngại hắn là dê không nào?" "Thưa cha, con là người, không thể lấy dê." Đến lượt cô gái thứ ba, phú ông lại hỏi: "Còn con nữa, con cũng thế chứ?" Nhưng cô thứ ba cúi đầu thưa: "Cha mẹ đặt đâu, con xin ngồi đấy." Phú ông chưa bao giờ ngạc nhiên đến thế, nhưng đã trót hứa với mẹ dê, không biết nói năng thế nào nữa. Hắn nghĩ: "Không cần từ chối, ta cứ thách cưới rõ nặng, nhất định có vàng cũng không dám." Hắn bèn đòi mẹ dê phải đủ sính lễ 100 trâu bò, 100 lợn, một mâm vàng, một mâm bạc mới được đón dâu. Nghe nói, mẹ dê vội vàng về cho con hay, rồi năn nỉ con trai: "Con ơi, hãy bỏ ý định ngông cuồng đi thôi. Phú ông tuy nói gả, nhưng lại thách cao như thế. Họa cấp vua chúa mới biện đủ lễ con à." "Mẹ đừng lo." Dê trả lời: "Con sẽ lo được." Đêm hôm ấy, trong khi mẹ dê ngủ, dê bước ra sân trút lốt dê thành một chàng trai trẻ. Khi chàng hô lên: "Lấy cho ta mọi thứ để làm sính lễ." Lập tức gia nô xuất hiện trước mặt chàng rất đông. Họ đội đến đủ số vàng bạc và đủ số trâu, bò, lợn rồi biến mất. Chàng trai lại trở vào lốt dê, gọi mẹ dậy nhận đủ lễ vật để ngày mai đưa sang cho phú ông. Ngày trước dâu, dê bon bon đi trước, còn cô gái út phú ông lẻo đẻo theo sau cùng hai chị. Khi vào buồng làm lễ hợp cẩn, cô gái bỗng thấy chồng mình trút bỏ lớp dê ra thành một chàng trai tuấn tú, thì vừa sợ vừa mừng. Sáng dậy, chồng lại chui vào lớp dê như cũ, rồi ra nhà ngoài. Hai người chị vợ cố nán ở lại để xem sự tình. Nhưng khi gặp người em, họ thấy người em không hề băn khoăn hối hận về việc có chồng dê cả. Không khỏi ngạc nhiên, họ tỉ tê hỏi dò em cho ra sự thật. Vợ dê kể lại cho hai chị biết mọi việc. Đêm lại, hai chị lén trổ vách buồng của em nhìn vào. Quả thấy đúng như lời em gái nói. Họ không ngờ chồng của em khôi ngô trẻ đẹp, vượt xa bọn con trai trong thiên hạ. Hôm sau, hai chị khuyên em xé bỏ lốt dê để chồng không còn biến vào đâu được. Quả nhiên từ đấy, dê không phải mang lốt dê nữa. Hai người chị lại hối tiếc và ghen tị với số phận may mắn của em.
Hơn một năm sau, một hôm chồng trao cho vợ một con dao và một hòn đá lửa dặn rằng: tôi có một số công việc phải vượt muôn trùng sóng nước, chưa hẹn ngày về, cũng chưa thể đưa nàng đi cùng. Nàng ở nhà đừng đi đâu xa. Hai vật hộ thân này phải luôn luôn mang theo mình. Đừng quên, có khi dùng được việc. Rồi một sáng sớm, Dê từ biệt mẹ và vợ dông bườm ra khơi. Ở nhà, vợ Dê thức khuya dậy sớm, hết lòng phụng dưỡng mẹ già. Nhớ lời chồng dặn, con dao và hòn đá lửa lúc nào cũng được dắt bên lưng. Một ngày kia, hai chị đến rủ em đi trảy hội. Vợ Dê trước chối từ, nhưng thấy hai chị dỗ mãi bèn theo họ ra đi. Cả ba ngồi xuống một chiếc thuyền đậu sẵn ở bến. Thuyền băng băng rẽ sóng, chị em cùng nhau vui vẻ chuyện trò. Qua ngày hôm sau, ba chị em lại quay quần ngóng mây trông sóng ở mũi thuyền, nhưng đã lập mưu sẵn. Thừa lúc em vô ý, bất thình lình hai người chị đẩy em xuống biển. Vợ Dê chưa kịp kêu lên thì đã bị sóng cuốn chìm nghỉm. Thực hiện xong kế độc, hai chị em liền hối hả cho thuyền vào bờ, rồi giả bộ hoảng hốt báo tin rằng em mình không may sảy chân rơi xuống nước. Lại nói chuyện vợ Dê, trong khi đang cố vùng vẫy ngoi lên khỏi mặt nước, bỗng có một con cá kình lao tới nuốt vào bụng. Sẵn dao bên mình, nàng lập tức rút ra đâm chém tứ tung. Cá kình bị thương quẫy dữ dội, nhưng vì bị thủng bụng nên chỉ một lúc sau cá đã tắt thở, nằm phơi bụng trên mặt nước. Chẳng bao lâu, sóng biển đánh dạt xác cá vào một hòn đảo. Vợ Dê bèn cầm dao rạch bụng cá chui ra ngoài. Đó là một hòn đảo hoang, không có một bóng người. Nàng bèn chặt cây dựng lều làm thành một chỗ ở bên bãi biển. Sẵn có đá lửa, nàng đốt củi lên sưởi và xẻo thịt cá kình nướng ăn. Sau đó lại vào rừng hái trái, đào củ thay cho lương thực. Cứ như thế, dần dần nàng vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Một hôm, vợ Dê nhìn ra khơi xa, bỗng thấy một cánh buồm. Nàng bèn buộc áo vào một cành cây phất lên làm hiệu. Con thuyền nhận được hiệu của nàng, rẽ sóng tiến vào đảo. Khi thuyền cập bến, nàng sửng sốt thấy người trên thuyền chính là chồng mình. Đúng là chàng Dê sau bao ngày vượt biển. Trên đường trở về quê hương, thấy dấu hiệu cầu cứu nên ghé vào đảo. Hai vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Lát sau, Dê đã biết đầu đuôi câu chuyện. Khi thuyền về đến nhà, Dê giấu vợ không cho ai biết, rồi sai dọn một bữa cỗ linh đình, nói là để cúng vợ. Chàng cho mời làng nước và bà con họ hàng, cả gia đình nhà vợ tới dự. Hai người chị nghe tin Dê về thì mừng khấp khởi, vội đến ngay. Cả hai làm bộ khóc lóc thảm thiết khi kể về cái chết của cô em xấu số. Chúng ra sức cám dỗ người em rể tuấn tú. Dê vẫn thủng thỉnh đi từ bàn nọ sang bàn kia, mời mọi người ăn uống no say. Đoạn Dê khoan thai bảo hai chị: em xin vào nhà, gọi người ra hầu hai chị. Dê vén màn cho vợ từ trong buồng bước ra. Nàng tươi cười chào hỏi hai chị và mọi người. Ai nấy đều sửng sốt. Hai người chị vừa thẹn vừa sợ, nhân lúc mọi người không chú ý lén bước ra khỏi cổng. Nhưng chúng vừa đi đến một quãng đường đã bị thần sét đánh chết.